chị Huệ với anh Dũng với Thấm nha. Hôm nay cũng khá lâu rồi anh em không có ghé thăm. Sau nay Thấm giờ này ngủ chưa dậy nữa chị Huệ? Thức liền hơn á. Thấm này làm gì? Mà nhớ nó không có nhiều bị rồi nó rất bị nhớ. Vậy hả? Yếu cả nhà. Nhớ không vô điện hả? Thấm gà sao thấy ốm ốm vậy chị Huệ? Bữa hổm xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại là đang có mặt tại Dũng Hồng Cầu ha, để cập nhật về tình hình sức khỏe của Thấm cũng như ghé thăm lại nhà của Dũng và chị Huệ nha. Chị Huệ với anh Dũng với Thấm nha. Hôm nay cũng khá lâu rồi anh em không có ghé thăm. Sau nay Thấm giờ này ngủ chưa dậy nữa chị Huệ? Thức liền hơn á. Thấm này làm gì? Mà nhớ nó không có nhiều bệnh rồi nó rất bị nhớ. Vậy hả? Yếu cả nhà. Nhớ không vô điện hả? Thấm gà sao thấy ốm ốm vậy chị Huệ? Bữa hổm mày nói mới thèm mua cái năng lượng mà chạy bự lắm mà không có điện hay sao? Mới ăn đó. Ăn uống được không mà sao mà ốm như vậy? Xa xa bung bung nha em. Thấm ơi. Thấm cái chị nói chuyện với mẹ kìa. Ăn uống được không? Ăn uống được không? Ăn được mà. Được mà sao mà nhìn thấy nay ốm dữ à? Chị Huệ có cho ăn gì không trời? Nấu gì cho ăn không biết nữa. Nấu canh nấu nhiều à? Vậy hả? Canh nhiều rồi đầy đủ nha. Ừ. Được có bò bổ thịt được không? Không ăn thịt cá, mua cá lóc á. Trời ơi. Thấy xuống quá ha. Hôm qua mua cá lóc về thì nó canh cải thì nó ăn được miếng rồi với cá kho. Ừ, cá kho. Hôm qua đi gặp mấy anh nè, nó không có nhóm nghèo. Sao vậy? Em nhìn á. Sao vậy? Sao không đi ra nhưng mà nhiều nhẹ chứ không biết nhiều. Sao vậy? Thấy quay quá không biết nhiều. Quay đâu? Nhìn lên cố nè. Thôi kệ ta đi. À quay trên Vinh đó hả? Ừ. Mới đi anh đi á. Quay chùa ha, chùa đông á. Hả? Sao không kêu? Mấy hoàng bì quá rồi, đông quá không nhông kêu. Trời ơi. Bà cũng đú trend đi chùa rồi nữa. Có dẫn Thấm đi không? Thấm rồi đi mới đó là nhẫn đi rồi chiều về cho không có ở. Đang mệt hay sao mà thấy kêu Thấm thích chị? Nó đêm hôm đó hơi mệt. Tối thức khuya hay gì? Không có thức khuya mà sao này nó không gió, cái quạt gió nó không có vô gió rồi nó ngủ. Ngực quá thì không được ha. Hầm. Mà hôm nay nó vẫn ăn uống nào được bình thường á. Ăn bình thường. Ừ. Kêu Thấm dậy mẹ nuôi muốn gặp mặt nè. Thấm. Thì ba ra ba kia mình nó chỉ bán ra. Mẹ nuôi muốn mẹ nuôi ngày ngồi nha. Rồi Thấm ngồi đây chịu rồi. Nhìn lại thấy Thấm nhìn ốm quá trời ha. Ha tại bận đồ này giờ ốm. Không nhìn ốm luôn. À. Mua đồ mới nè, ba bộ nè. Ủa Thấm dạo này ăn có ăn uống đồ được lại không? Ăn uống được bình thường. Kỳ vậy ta. Không giờ có đi khám lại gì không chị Huệ? Không có khám. Trời, phải đi khám chứ. Không có để như khám. Hả? Không để như khám. Vậy là bà nói không có để tái khám, ba không biết đường đi. Không. Mình tự đi mình kiểm tra sức khỏe. Không biết cái gì. Ừ. Bà biết chữ gì? Đâu coi chữ bả chị lấy đâu? Câu giùm cho chữ không có không có để chữ sao không có để số khám thôi, sao mà bây giờ cái này à để đâu ông đâu? Nè không có tái khám đâu, ngày nào mà bệnh thì đi xuống thôi, đâu phải ấy đâu tái khám có chứ, nó được mổ mà có đâu trời ơi, nó xanh xanh mổ vậy thôi xong về nhà thôi thì tái khám nè, mấy này với nè bệnh nào mà bệnh không tái không cha như đó đi ra viện nè cãi nữa. Như là cái cuốn sổ đâu? Cuốn sổ ở đâu rồi? Có sổ xanh thôi chứ làm gì có sổ ấy. Cuốn sổ mà sức khỏe. Sức khỏe ha, sổ cuốn sổ chứ không phải giấy. Cuốn sổ khám bệnh rồi á. Đưa mấy đó đó. Đưa cái này không hả? Đây nè, cái này nè. Mình mà nó nhúng đây nè nhúng. Để rồi. Cái này nè. Để ra. Nè. Nè cuốn này nè. Đây. Rồi rồi. Sáng là cho Thấm ăn uống gì chưa mà? Ăn rồi đó. Ăn rồi nhưng cơm lên vậy đó. Ăn rồi ha. Một tuần sau tái khám tại bệnh viện tim mạch nè. 11 khám tháng 4 ngày nè. Khi có bất thường nè. 11 tháng 4. Ghi chú là một tuần sau đi tái khám. Thôi về ngày nữa đó. Thôi về cả tháng rồi. Cả tháng rồi đi khám. Ý là ta kêu tái khám khi có cái gì bất thường. Tái khám ngay khi có là này là mới qua này là nó kêu tái khám là bệnh viện tim mạch thôi, tại vì cái vấn đề nó bị tim thôi, còn chứ cái vụ mổ không có còn làm việc nhẹ theo 6 tháng nó cũng đâu có làm gì đâu mà phải nó nằm không làm gì đâu. Ừ để trong giấy kia 11 tháng 4 á.
10 ngày nữa. Còn thuốc không? Hết thuốc rồi. Hết thuốc rồi, vậy là hết thuốc rồi, đi xuống bệnh viện ấy lấy thuốc đi. Có thẻ bảo hiểm đó, đi xuống người ta cấp thôi gì. Hôm nay xài còn tiền không? Xài hết rồi. Còn có 10 triệu. Còn ngon rồi. Còn nhiều còn mà. Được. Cũng còn được. Không thím vàng nghe, đừng thím vàng, đừng thím vàng đeo nghe. Mới đổi nè mông mẹ đó. Hỏi đi. Cái năng lượng mặt trời đó hết nhiêu tiền? 5.6. Của bà kia mua. Ta tôi mua tặng ha. Mua tặng cho. Quân ha. Thôi vậy cũng. Bán xuống đây nè. Rồi bán đấy đình đầy gắn là cho nói đi giờ rồi tụi nghiệp bé này nặng mà nhưng có đèn sáng rồi kia cho bạn nhớ này. Còn cái để mà cô về chẩn có xung nghiệp. Nhắm mà ở không lâu. Tối bánh nho bà nói nhà bánh nho nhớ đừng có quay. Đừng quay bả ha. Tối ngủ ôm con bé vậy hả? Bà nói cho thì cho với những con quay. Ôm suốt dạ tối nó có ru con rồi nha. Không nó ôm nó ngủ không có ngu gì nha. Không dạy có nhắc con mà chị chưa vậy. Không nhắc hả? Không quên luôn. Biết chưa? Quên luôn ha. Nào con nhỏ này con mới này quên. Luôn. Quên luôn ha. Không có nhớ gì. Không nhắc nghe thôi vậy cũng được. Nhắc cấm khóc. Vậy đi uống trà sữa nè Thắm ơi. Thắm à. Sữa ăn sữa chua. Uống trà sữa nè Thắm ơi. Ăn sữa chua không? Uống trà sữa ăn sữa chua nha Thắm ơi. Vậy đi chơi nè. Hôm qua đi gần dữ lắm, hôm qua đi gần cùng chơi chứ. À vậy là hôm qua đi chơi nhiều quá nay mệt, ngủ trễ, kiếm gì hết trơn á. Đi karaoke. Hôm qua đi chùa có quá duyên không? Hả? Không ha. Không dám đâu. Đi chùa mà gặp tôi gặp mấy anh tôi không dám kêu. Hôm qua nó đâu gặp chồng ngàn kia, gặp chồng. Đi ngàn kia rồi. Ba bữa rồi. Vậy ha. Gặp mà không dám kêu, mấy anh quay quá không dám kêu. Hôm nay còn ồn ào gì nữa không? Hôm nay còn gì cho ăn nguyên đầy đủ rồi nên đâu có dám giữ nữa. Đấy là chị nhỏ thôi. Chị quay lòng tay cái gì? 50 cái gì ạ? Cái của hụt tay với thằng Nguyễn cho 50 cái gạo với 6 đồng mì. Không dám giữ nữa. Hết chửi ha. Hết chửi. Có tay luôn gì đâu mà chửi hoài kiếm chuyện hoài luôn. Im đẹp ha. Thôi vậy cũng được. Mà nên từ đây em sáng này. Ở đây Dũng mệt giờ có ăn rồi không chửi nữa, bé có ăn chửi nữa. Hay quá. Là mục đích để chửi là cho YouTube quay ha. Thôi bà nào quá đi thương công an. Thôi cái chuyện đó để thôi tôi đừng có thương công an. Đừng nói cái chuyện đó không liên quan. Bây giờ mình nói chuyện cái này nè. Không như đó á. Người ta cho bả. Người ta cho bả 50 cái gạo anh. Rồi á cho 6 thùng mì là con nhỏ một tay với Nguyễn là cho mua gạo cho bả luôn. Cái bữa đó bả nói gì nè. Người ta cho tao ăn. Chứ chết người ta cho chứ bay không có cho. Bay mất. Mà tôi nói mà chữ tôi gọi đó rồi tôi về mình tôi bỏ đi vô không dám ra ngồi trên cửa vô bỏ ngoài ngồi nịnh này làm được không dám 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 ra cửa luôn á bây giờ cho ba rồi đó không ngày ba không có chữ nữa đang là im rồi ha im đó im đẹp rồi ha vậy cũng được rồi vậy cho yên ổn một chút để sùm tối ngày thôi vậy đi kệ đi chung mà lâu lại hỏi Tam Thắm mà thấy Thắm giờ sức khỏe thấy không cũng không tốt lắm ha. Nhìn nó xa nó xanh xao ốm hơn lúc trước. Nó ăn được. Dạo này ăn vẫn được nhưng mà sao thấy ha. Không biết sao ăn được uống được luôn. Nói vô hỏi bác sĩ coi Thắm làm sao cho uống. Nên bữa nay đi vô khám rồi bữa nay đi về xuống dưới đi nhà về vô nó khám thấy là nãy nó ốm quá ốm ra nãy nó ăn thiếu ăn. Thức rồi kìa. Thức quá rồi kìa. Thức bây giờ. Rồi quay ra đây Thắm. Thắm ơi. Anh nói chuyện với mẹ kìa. Nói chuyện mày không nói không gọi cho mẹ nói nè. Nói chuyện với con kìa. Kìa nó cho tiền kìa. Nó cho tiền kìa. Nó kỳ vậy ta. Này phải mua vitamin á. Giận giống cái gì rồi. Đó. Nó ngủ á. Nó ngủ thức khuya lắm. Khuya dữ vậy. Thức nãy giờ mà. Nó nực nè, bắt còn gió lên nó nè. Hôm đó có điện đâu. Giờ mới xài vô. Cái năng lượng này là xài suốt luôn hay sao được xài không? Suốt luôn được. Được ha. Vậy chuẩn bị mua máy giặt máy lạnh được xài rồi. Xài liên tục luôn. Máy giặt là gì nổi. Nổi. Nổi đó cái bình 300 bè đó. 300 luôn mà. Của bà mua luôn đó. Mình cái mình nghe coi. Nói luôn. Thế mình ngủ rồi bỏ rồi. Bị gì bỏ rồi. Nó hư rồi. Vậy là sạc liên tục á, xài liên tục á. Xài liên tục luôn. 300 bè xài sao máy giặt được. Nó xài tủ lạnh luôn đó. Không được. Không được đâu, chịu không nổi đâu, phải có ổn áp là được, không có chịu không nổi đâu.
biết nhưng mà sao không được đâu. Má xài quạt hay được rồi. Máy giặt thì phải có nước. Máy giặt phải có nước sạch mới được. Không có nước giặt đâu xài được. Xài như đại gia không rồi đó. Thôi. Máy giặt làm gì? Giặt ai mẹ nó chứ. Xuống sông ở đó rồi. Ở lại chủ về đó.